Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin quảng bá công nghệ Tây nhưng xe nay hóa đuốc, giờ lại lộ ruột tàu, Vượng có đi theo vết xe Việt Á hay không? Lâu nay VinFast được giới thiệu VinFast E34 được thiết kế bởi studio tại châu Âu. Việc quảng bá này đã lấy được lòng tin không biết bao nhiêu người vẫn ảo tưởng với cái gọi là tự hào quá Việt Nam ơi. Tuy nhiên bất ngờ mới đây cộng đồng mạng đã chia sẻ một bài viết trên tờ Lifetime, là một tờ báo lớn ở Trung Quốc có tựa đề to tát và tát vào mặt VinFast rằng khám phá người khổng lồ, giải pháp của Trung Quốc ẩn sau những ngôi sao xe điện của Việt Nam. Một quảng cáo kiểu treo đầu dê bán thịt chó của VinFast. Hiện tại, chúng tôi không còn tìm được thông tin VinFast E34 được thiết kế bởi công ty tại châu Âu trên trang web của VinFast. Rất có thể VinFast âm thầm xóa bỏ dấu vết. Mà nếu thực sự VinFast tự xóa đi thông tin này, thì đấy là cách gián tiếp thừa nhận những thông tin được đăng trên Lifetime là đúng sự thật. Nhưng không biết những người đã xuống tiền mua xe VinFast và đang tự hào về một thương hiệu Việt Nam nghĩ gì khi bỏ tiền ra mua một chiếc xe được quảng bá là do Tây thiết kế nhưng thực chất lại do tàu làm nên. Thực ra, cụm từ công nghiệp phụ trợ không còn xa lạ gì so với công nghệ cả. Không một hãng lớn nào tự sản xuất từ A đến Z cho một chiếc ô tô. Họ luôn có nhà cung cấp khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, hãng sản xuất phải là nơi nắm công nghệ cốt lõi, chứ không phải cái gì cũng đi mua. Vì thế nên, trên mỗi ô tô thương hiệu có những giá trị riêng của các hãng khác không có được. Và cũng chính công nghệ lõi quyết định thương hiệu của hãng này. Không ai không biết, ngành công nghệ phụ trợ ô tô của Việt Nam vẫn gần như là con số 0 tròn chỉnh. Bỗng nhiên, hãng VinFast vùng lên như một thánh gióng. Điều này không khỏi làm cho nhiều người thận trọng đặt câu hỏi. Vậy liệu VinFast có tự túc được công nghệ hay chưa? Hay là đi mua từ A đến Z rồi về ghép lại tạo thành một chiếc xe mang thương hiệu Việt Nam? Bài báo trên trang Lifetime khám phá người khổng lồ giải pháp của Trung Quốc ẩn sau những ngôi sao xe điện Việt Nam. Trong tình cảnh thiếu hụt chất xám của ngành ô tô như thế, VinFast đi tìm sự đỡ đầu về công nghệ từ nước khác là điều dễ hiểu. Mà để có lời thì ắt người ta phải tìm đến hàng Trung Quốc giá rẻ. Bao lâu nay Việt Nam là nơi gia công các sản phẩm nhập từ Trung Quốc, điều đó thì ai cũng biết. Thậm chí các doanh nghiệp may mặc còn phải nhập khẩu cả cây kim sợi chỉ từ Trung Quốc. Vậy thì VinFast đi tìm giải pháp công nghệ rẻ tiền từ Trung Quốc là điều cũng dễ hiểu. Tại sao họ lại quảng bá toàn công nghệ Tây như vậy? Chẳng hãng Tây nào cả mà VinFast đã thuê công ty tại Thượng Hải, Trung Quốc nghiên cứu và phát triển nguyên cả chiếc xe VinFast E34. Đồng thời, VinFast thuê công ty Trung Quốc này chịu trách nhiệm tìm và cung ứng các linh kiện luôn. Cư dân mạng cuối cùng cũng tìm thêm được bản tin từ Ủy ban Kinh tế và Thương mại Thượng Hải. Nó đã ghi rõ ràng khẳng định công ty của Trung Quốc thắng thầu nghiên cứu và phát triển nguyên chiếc xe cho VinFast. Việc của VinFast chỉ là nhập về mà bán. Vài ngày sau khi có các phát hiện này, thì bản tin gốc Trung Quốc được ai đó yêu cầu xóa, gỡ bỏ. Tuy nhiên, bản lưu trên Baidu thì vẫn còn. Hình ông Phạm Nhật Vượng trên tờ báo Lifetime. Xem ra VinFast đang đi theo con đường của Việt Á, đặt hàng từ Trung Quốc từ A đến Z, rồi nhập về Việt Nam làm thêm một số công đoạn nhỏ và biến thành xe thuần Việt. Cuối cùng bán cho những người có máu tự hào quá Việt Nam ơi. Khách hàng yêu nước, yêu Vin dính bẫy, VinFast thì lại được tiền. Một thương hiệu tự định giá đến 23 tỷ đô qua những bài ca ngợi của báo chí trong nước. Một doanh nghiệp tự định giá lớn như thế, tại sao lại treo đầu dê bán thịt chó như vậy? Chỉ có sự trung thực mới xây dựng được thương hiệu, còn sự giả dối thì trước sau thương hiệu cũng sẽ sụp đổ. Ông Phạm Nhật Vượng lại không nghĩ được như thế, thì quả là rất lạ. Muốn là một doanh nghiệp toàn cầu mà kinh doanh gian dối thì rất khó có thể tồn tại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin quảng bá công nghệ Tây nhưng xe nay hóa đuốc, giờ lộ ra ruột tàu. Ông Vượng đi theo vết xe của Việt Á. Thưa ông Bộ trưởng Tô, có lẽ nào ngài dùng hàng đá? Có một nghề mà chỉ có Việt Nam chứ không có ở các nước trong khu vực. Đấy là việc bảo vệ giữ xe cho các quán xá. Ở các nước trong khu vực, khách đến quán ăn thì cứ tự đậu xe đúng nơi quy định là được. Không lo mất cắp. Tại Thái Lan, người ta để xe máy ngoài đường rồi vào nhà đi ngủ là chuyện bình thường. Nếu ở Việt Nam thì phải là đại gia ở trong những khu dân cư cao cấp, có dịch vụ bảo vệ 24/24 thì mới dám làm điều tương tự. Còn đối với những căn phố hay nhà hẻm, tuyệt đối phải khóa xe cẩn thận hoặc phải có người trông coi, nếu không
thì tài sản sẽ không có mà bày. Đảng Cộng sản thì chỉ xây dựng được xã hội như thế này thôi. Ở Việt Nam, lòng tin giữa con người với nhau đã không còn. Người Việt Nam mất quá nhiều thời gian, tiền bạc và suy nghĩ chỉ để cốt đề phòng lẫn nhau. Nạn lừa đảo là nơi nào cũng có, nhưng khác nhau ở tỷ lệ. Tại các nước tiến bộ vẫn có lừa đảo, nhưng không nhiều và phổ biến như tại Việt Nam. Vì nạn lừa đảo nhiều như thế nên mới hình thành thói quen dè chừng lẫn nhau của người Việt. Nếu muốn biết tại sao xã hội Việt Nam như thế, thì hãy xem chính quyền Việt Nam như thế nào. Người ta nói chính quyền nào thì xã hội đó. Hãy xem Đảng Cộng sản có giữ chữ tín với người dân hay không. Họ hứa với dân rồi họ có thực hiện đúng hay không. Họ có trộm cắp tài sản của nhân dân hay không. Một chính quyền mà mỗi khi người dân bị thiên tai thì lại dùng đủ thứ trò để mà trục lợi thì dân nào tin cho nổi. Đã bao nhiêu năm nay, những nhà hảo tâm muốn tự bỏ tiền túi ra trực tiếp làm từ thiện ở những vùng sâu, vùng xa lại bị chính quyền ngăn cản. Chính quyền bảo trao quà từ thiện để họ phát lại cho dân. Tuy nhiên, khi trao cho chính quyền thì họ lại không phát hoặc phát nhỏ giọt chẳng đáng là bao. Còn lại, họ đút túi chia nhau. Ở xã hội Việt Nam mà phát biểu như thế này thì chỉ có thể có kẻ hoang tưởng. Nói đâu xa, riêng cho đại dịch Covid-19 thì chính quyền đã lòi mặt chuột cho bản dân thiên hạ chứng kiến. Vụ án Việt Á là gì đây? Không phải là quan chức cấu kết với gian thương, ăn trên đầu, trên cổ người bệnh hay sao? Rồi vụ chuyến bay giải cứu là gì vậy? Nếu quan chức chính quyền không có dã tâm hút máu dân thì có doanh nghiệp nào thực hiện cho được? Đấy là với một chính quyền vậy thì dân làm sao tin chính quyền? Công an của chính quyền Đảng Cộng sản được dựng lên để bảo vệ Đảng Cộng sản, chứ không phải là bảo vệ nhân dân. Mặc dù họ hoa hào là vì nước quên thân, vì dân phục vụ, sẽ không có vì dân phục vụ nào cả, mà chỉ phục vụ cho Đảng mà thôi. Mà một khi công an không vì dân thì sẽ không nhiệt tình trong công tác dẹp tệ nạn xã hội. Câu chuyện công an nuôi án, công an bảo kê cho các dịch vụ ăn chơi có chứa tội phạm là câu chuyện không còn xa lạ gì so với người dân cả nước. Mục đích của công an là tấn công những ai nói lên sự thật về chính quyền, chứ với tội phạm thì không quan trọng bằng. Dưới bàn tay cai trị của Đảng Cộng sản, tội phạm nhỏ, tội phạm lớn mọc lên là chuyện bình thường. Từ đó người dân mất niềm tin vào công an và từ đề phòng với tội trộm cướp. Ở Việt Nam, trộm cướp nhiều kinh nghiệm và rất nhiều. Đi ra đường chỉ cần cầm ví hoặc điện thoại hớ hình là sẽ bị giật liền. Để xe máy khuất tầm nhìn cũng bị mất. Xã hội Việt Nam trở nên bất an hơn bất cứ nước nào khác trong khu vực Đông Nam Á này. Ông Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng mà lại hay nói đạo lý. Vào ngày 8 tháng 8 vừa qua, trong cuộc họp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã chém rõ rằng phải có giải pháp để người dân địa phương ngủ không cần khóa cửa. Rõ ràng tư duy của ông Tô Lâm không bình thường. Trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam hiện nay mà ông nói câu đó thì giống như ông chơi hàng đá nên bị hoang tưởng. Nếu mỗi người dân ngủ không cần khóa cửa thì trước hết cần phải loại bỏ Đảng Cộng sản. Khi nào không còn Cộng sản, đất nước có dân chủ thực sự, người dân có tự do thì lòng tin giữa con người với nhau mới dần được khôi phục và củng cố trở lại. Mà nếu Cộng sản có bị loại thì để rửa hết những thứ bẩn thỉu mà Cộng sản để lại có khi phải mất cả trăm năm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thưa ông Bộ trưởng Tô, lẽ nào ngài dùng hàng đá? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de